Cuối tuần, phân tích thị trường một chút thì mình sẽ phân tích kịch bản của VN ấy cũng như là những mã ngành tiềm năng trong thời gian tới cũng như những câu hỏi mọi người hỏi nhiều nhất trong tuần vừa rồi như liệu thị trường cũng bô tiếp hay không đó. những mã ngành nào có thể hồi phục trong tuần tới thì những pet đó các bạn thấy pet hôm trước phân tích mọi người là dòng tiền lớn vào cái gì cũng lỗ và tăng tốt hôm trước thứ sáu thì thị trường biến động mạnh như vậy mà nó vẫn tăng trần trần cứng luôn từ sáng lúc chiều thì có rung lắc mạnh thì nó mất trần một chút rồi lại trần tiếp Đấy. Đấy, trước phân tích với mọi người cho nên các bạn thấy những cái cổ phiếu nào mà có biểu hiện dòng tiền lớn nó vào rồi thì đôi khi nó còn đi ngược cả thị trường cơ đấy thì kết phiên thứ sáu vừa rồi thanh khoản 35.530 tỷ đấy. giảm 19,10 điểm xuống còn 1.261 điểm đấy. thị trường biến động rất là mạnh thì cái nhịp điều chỉnh này thì tôi có dự kiến với mọi người rồi đúng không? khi mà lên cái vùng cá cự điều chỉnh chuyện là rất bình thường thôi thì thời gian tới thì dòng tiền nó sẽ luân chuyển mọi người nhé dòng tiền nó sẽ luân chuyển cho nên là tôi nghĩ là có rất là nhiều cổ phiếu tiềm năng nó sẽ hồi phục thêm những cái hôm trước tôi cho mọi người trong nhóm mua kbc chẳng việc gì phải lo cả những cái cổ phiếu này nó hoàn toàn tuần tới là các bạn có thể lái nhá tuần tới là rất là dễ lái kbc đang có cái thông tin rất là tốt rất là tốt cho cho thuê đến 32 30 nghìn ha Đấy. khu công nghiệp đất khu công nghiệp vừa có thông tin Đấy, cuối tuần nó mới ra tin đấy KBC đấy, cho nên tuần tới là những cái cổ phiếu như này thì tiềm năng hồi thì còn mọi người nhá tiềm năng hồi thì còn và các bạn chú ý cái nhịp giảm này những cái cổ phiếu nào mà giữ được nền thì tiềm năng tuần tới hay là tiềm năng trong trung hạn tăng rất là dễ đấy cho nên những cái cổ phiếu như KBC tôi, tôi nghĩ là mọi người sẽ win thôi đấy những cổ phiếu như pet chẳng hạn trong đội chuyên nghiệp thì nó có mua đấy, pet nó cứ tích lũy xong rồi đùng một phát một, một hai phiên nó dòng tiền vào nó sẽ lổ vô nó tăng để tăng trần thanh khoản cũng rất là lớn đối với thị trường thế giới thì hơi lo một chút đó là khối ngoại tự doanh bán dòng nhiều quá đúng không? thị trường thế giới thì có thị trường châu á thì hộp phiên thứ sáu vừa rồi giảm rất là mạnh nikkei giảm 1,27% Shanghai giảm 0,88 Seng giảm 1,38% kospi giảm 1,25% thị trường mỹ châu âu biến động không quá nhiều Đấy. khối ngoại bán dòng một phiên rất là mạnh hơn 1.534 tỷ nhưng mà tôi có cảm giác là khối ngoại cơ cấu thôi mà các bạn thấy đa số là nó bán rất là nhiều cổ phiếu kinh trên Nào thì FBT, SSI, VX, MEB đều là những cái cổ phiếu mà định giá rất cao rồi Đó. Đấy thì nó chuyển sang mua những cái cổ phiếu tiềm năng Trong năm nay, ví dụ là Baco, nó HAG HAG thì thì nó mua nhiều phiên rồi không nói HVN thì nó, nó bùng nổ nhiều hơn Giá vé máy bay tăng Đó gách ổn các thứ gách thì trung hạn cũng tốt nghĩa là người ta cơ cấu danh mục người ta bán dòng nhiều như này rồi thì càng bán dòng nhiều thì cái trường hợp mà người ta mua dòng trở lại rất là sớm thôi bán dòng liên tục mấy tháng trời tự doanh thì cũng bán dòng hơn 616 tỷ Ok, đi sâu vào phân tích các mã để xem thị trường của mình xấu tốt ra sao và mọi người nhớ like nhé. Like cho vui. Hôm nay người hơi mệt cho nên là giọng hơi yếu, mọi người thông cảm nhé định không lên video nhưng mà tôi có thấy à, cuối tuần này, không lên video thì cũng cũng người đấy. Bạn thông cảm giọng hơi yếu chút. Đấy vì anh Nick tôi về đúng cái vùng hỗ trợ này thì bật hồi đó Về đúng vùng hỗ trợ này thì bật hồi. Cho nên tuần tới tôi nghĩ sẽ phân hóa đấy. Tuần tới sẽ phân hóa và những có những cái cổ phiếu là tôi nghĩ sẽ sẽ tăng. Chỉ cần giữ được nền mọi người nhá. Cổ phiếu nào giữ được nền thì rất là dễ sẽ tăng và khỏe hơn so với thị trường. Cổ phiếu nào mà có biểu hiện mà gãy nền hay là suy yếu hoặc là thủng 20 thì có thể sẽ yếu hơn đấy các bạn nhìn form của ving này về đúng vùng hỗ trợ này rút chân đấy hỗ trợ này thì cũng rất là tốt rút chân thì tuần tới có khi là là một tuần uh, tăng nhá. hoàn toàn có thể tuần tới là một tuần tăng bởi vì đây các bạn thấy tăng bốn tuần liên tiếp điều chỉnh một tuần là chuyện rất bình thường đang xử lý cả tuần tới tăng tiếp là chuyện bình thường mọi người nhé và rất là nhiều cổ phiếu nó sẽ luôn chuyển dòng tiền nó sẽ tăng Đấy, theo, nếu mà điều chỉnh thì vẫn tất nhiên là đầu đầu tuần ví dụ thứ hai thứ ba thì thị viên đấy khả năng là vẫn có điều chỉnh đúng không nhưng mà tôi nghĩ sẽ thị trường sẽ phân hóa nha thị trường sẽ phân hóa ừ. nhiều cổ phiếu tôi, tôi thấy cũng cạnh chen rồi cho nên là các bạn chú ý tập trung vào những cái cổ phiếu mà giữ được nền tích lũy nhá ok đi vào phân tích cổ phiếu đi đấy đầu tiên K, đầu tiên là kbc chẳng hạn đấy tôi thấy thì phân tích kỹ thuật cũng rất là đẹp và 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 tôi nghe ngóng thông tin tốt thì khuyến nghị mọi người mua không việc gì phải quá lo lắng đâu hôm nay chị hôm thứ sáu chỉ là một phiên rũ thôi Đấy, các bạn thấy nó giữ được nền đấy ba mươi tám năm nó mà thủng mất mười mươi mới căng này đấy các bạn nhìn lên tích lũy cũng... này nó xây nền một này đúng không đấy nền, đấy nền hai đấy nền hai biên hồi còn mọi người nhá ít nhất nhá ít nhất nó phải chạm được cái mây xanh đúng không ít nhất chạm được cái mây xanh hoặc đẹp nhất tiềm năng thì nó phải về cái vùng đỉnh trung hạn sáu vùng 36, 34, 36 cơ. Thế cho nên là tôi thấy những cái cổ phiếu như này chả việc gì phải quá lo lắng cả. Nha, KBC. Bất động sản khu công nghiệp luôn đi, Đấy, SSC này. Đấy, vẫn thật ra nhìn những cái cổ phiếu này vẫn giữ được nền nếu mà tăng có khi nó vẫn vẫn ác hôm vừa rồi là có GVR này bất động sản khu công nghiệp vẫn tăng đúng không? Vẫn tăng thị trường giảm mạnh biến động mạnh như vậy mà nó chả giảm gì vẫn kết phiên vẫn tăng 2,54 phần cho nên bất động sản khu công nghiệp đó nó đang thuộc vào dạng gọi là sóng ngành rồi sóng ngành rồi nhưng mà khỏe nhất là con GVR Ừ, GVR khỏe quá GVR cái nhịp trước điều chỉnh bảo mọi người chỉ sợ không giảm xuống cái điểm mua mình mua rồi đúng không các bạn nhớ video tôi chia sẻ với mọi người thì chỉ sợ không giảm xuống cái vùng mua tất nhiên tôi bảo mọi người là nếu mà đẹp nhất các bạn đánh full margin luôn được vào về vùng này và đánh full margin cũng được có bạn bảo là về vùng này thì ngon quá các thứ còn bảo là mấy bọn người bắt sớm đúng không có mọi người bắt sớm thì cứ về quanh quanh vùng này thôi về vùng hỗ trợ thì mình mua thế thôi chạm vùng mây xanh mà để chạm đúng cái đúng cái đuôi mây xanh thì bắt rồi rút chân lên luôn thế những cái cổ phiếu mà tôi chia sẻ với mọi người là dòng tiền nó đã vào như này làm gì có chuyện cho các ông chốt lời đơn giản như vậy đúng không đấy đi đi nó sẽ kéo lên đấy nó như kbc thôi mọi người tôi tôi thấy nó sẽ như kbc thôi dòng tiền nó đã vào trước này ít nhất nó sẽ hồi được lên trên vùng trên để mà nó thứ nhất là nó một phân phối thì nó cũng phân phối cho những nhà đầu tư đây toàn dòng tiền của tây to nó đánh lên chứ có phải là cá nhân các thứ đánh lên đâu cho nên nó vẫn cần một một vài một vài nhịp nào đó phải kéo lên trên vùng đỉnh trung hạn này cho nên tôi thấy không việc gì phải quá lo lắng cả. Ít nhất thì nó cũng phải lên được cái vùng tầm 33 ABC. lại có tin tốt ra tràn nan nữa thì đấy mới cho thuê 32 30 đúng không? các bạn lên trên báo các bạn đọc ITA này tăng trần luôn đấy, bất động sản khu công nghiệp đấy đang bất động sản khu công nghiệp đang rất khỏe so với thị trường chung cái SSC đấy cũng giảm mấy đâu ITA tăng trần cái KBC thì gặp thị trường chung nó hơi yếu, yếu thành ra ông bị bán ngược thôi chứ còn sáng tăng rất là tốt đấy ITA ITA phá chen rồi mọi người nhé ITA phá chen rồi có thể test lại thì các bạn mua được ví dụ như tuần tới ita test lại quanh quanh vùng này thì các bạn cũng mua được nhé Đấy, ita idc idc có giảm mấy đâu nhưng mà cái kiểu nến này thì mình cũng thích lắm rút chân chân dài quá đúng không cái cổ phiếu này thì tốt nhất là nếu mà tăng thêm một nhịp nữa thì các bạn cũng nên bán ấy. chạm cái giải bollinger lại bán ấy. vì cái kiểu nến form như này thì mình không thích lắm giữ thì được mọi người nhé giữ được các bạn thấy nó rất là khỏe đang có sóng ngành bất động sản công nghiệp Đấy, GVR vẫn tăng đúng không KBC và SSC giảm nhẹ ITA tăng trần GVR tăng xanh Đấy, bất động sản công nghiệp đang tin tốt nhiều mà mọi người và dòng tiền nhịp trước vào rất là mạnh ok sang dòng xây dựng đi mọi người nhé xây dựng VCG này vẫn giữ được nền mà mọi người các bạn điều hôm nay hôm thứ sáu chỉ gọi test 120 thôi đấy Đấy, có khi tạo mô hình vai đầu vai ngược kéo lên đây vai này đúng không đầu này vai này ngược kéo lên đấy nếu mà đúng nhịp này kéo lên là vai đầu vai ngược hoàn thành vai đầu vai ngược đấy vcg nhá và vai này đã đã cao hơn mọi người nhá các bạn lưu ý vai 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 phải cao hơn là thường là sẽ uy tín hơn hai hai tám hai ba bốn mươi đúng không đấy hai ba ba năm hai ba bốn mươi nó đạt điều kiện rồi thì là vai phải cao hơn là thường là xu hướng rất là khỏe thị trường tuần tới tôi nghĩ là sẽ phân hóa đấy thị trường tuần tới sẽ phân hóa và bắt đầu dòng tiền nó sẽ có sự lôi chuyển đáng ngại nhất là khối ngoại tự doanh nó bán dòng nhiều quá thì xét về yếu tố gọi là trong ngắn hạn ấy, thì nó cũng hơi rủi ro thì các bạn thật ra nếu mà về mặt vnx mọi người nhé về mặt vnx thì nó chả vấn đề gì nhưng mà với cái những cái kiểu cây vôn lớn như này các bạn có thể đợi thêm một tuần hai tuần rồi các bạn xác định dòng dẫn thì các bạn đầu tư được không có vấn đề gì cả nhưng mà nếu mà các bạn mà muốn mua cổ phiếu mà có triển vọng hay là có biên hồi thì các bạn tự tin các bạn không mua thôi để các bạn ăn một cái nhịp sóng hồi của nó bây giờ lỡ mà nó chỉ gọi là điều chỉnh kỹ thuật trong một cái xu hướng uptrend thì làm nào đó thì các bạn thấy nhìn chát tuần ấy vẫn đang xu hướng uptrend rất mạnh luôn gọi chỉ gọi là vùng cao vùng gắn cự này thì nó điều chỉnh là chuyện rất bình thường đúng không một tuần điều chỉnh là chuyện rất bình thường các bạn nhìn chát tháng thì vẫn đang trong xu hướng uptrend đúng không Thế bây giờ nếu mà mình không dám đánh cực mình không dám mua Mua sớm thì đến khi nó tăng ẩm ẩm lên về vùng đỉnh cũ lúc mua thì lại ăn chỉnh ngay đấy, Ví dụ những cái cổ phiếu như kiểu TCH chẳng hạn Đúng không? TCH Đấy con tôi còn các bạn nhé Rất là nhiều cổ phiếu còn biên hồi Đấy tôi đã cho những cái cổ phiếu những video trước là rất là nhiều cổ phiếu tôi cho target trong năm nay rồi Bao giờ nó lên được cái vùng đó thôi định giá rất gì Rồi nó sẽ có một ngày nào nó lên Như DG, DG520 hai ba tôi đã chia sẻ target mọi người đều đạt được hết thậm chí là vượt cả target của của, tôi khuyến nghị trong lúc đó mà cổ phiếu đang rất là lom do đúng không tch thì tôi có chia sẻ mọi người đã tạo mẫu hình hai đỉnh rồi nhưng mà khả năng nó sẽ giữ được cái vcb của nó mọi người ví dụ nhé nó sẽ về quanh quanh cái kiểu này thì còn giảm thêm kiểu của tch này thường là sẽ còn giảm thêm nhá đấy tch này thường sẽ còn giảm thêm nghĩa là nó có thể hồi phục kỹ thuật xong lại giảm thêm thì vùng tiềm năng nhất là nó vùng tạo đáy là vùng này Đấy, vùng tiềm năng nhất là vùng tạo đáy sẽ là vùng này. Thì nó giữ ở cái vùng CB. Gọi à, test a 50 Với cái kiểu mẫu hình này thường là sẽ phải thủ máy như nghĩa là nó sẽ có một nhịp hồi kỹ thuật nữa. Tuần tới là hồi kỹ thuật, nhiều khả năng là TCH sẽ hồi kỹ thuật nhé Nó tăng tầm 2 3% xong lại giảm tiếp. Đấy, kiểu như vậy. Bởi vì nhìn cái chart giờ của nó tôi đánh giá là hơi hơi, hơi tiêu cực này chart giờ. Đấy có khi nó chạm mây xanh xong vẫn hồi lên. Đấy, Đấy, khối lượng bán cũng lớn nha. Lưu ý khối lượng bán lớn, nhưng mà tuần tới vẫn hồi đấy. <laughs> tuần tới tôi nghĩ vẫn hồi. Về vùng này là sẽ hồi kỹ thuật một hai phiên rồi bắt đầu mình có giảm thêm thì giảm. Đấy. Nói chung là tuần tới là tôi nghĩ là nhiều cổ phiếu nó sẽ sẽ đi ngược thị trường ấy. C, G, C, đấy. CE, CE thì về vùng hỗ trợ này cũng rất là dễ sẽ bật hồi thôi. Nhiều cổ phiếu nó giữ được nền hoặc là về vùng hỗ trợ là sẽ hồi. Còn ông nào ví dụ như ở ông FCN chẳng hạn Ông thủng mất cả cái vùng tích lũy dày như này ấy, Thì ông sẽ chuyển sang cổ phiếu yếu đấy. Đây này. Thủng cả một cái vùng tích lũy rất là chặt như này Thì thì khả năng nó chuyển sang cổ phiếu yếu rồi Nên Ví dụ FCN này thì hồi lên test 10-20 là các bạn phải bán thôi đấy, Ví dụ như kiểu lên cái vùng tầm Tuần tới mà nó lên cái vùng tầm 15 40 chẳng hạn 15 40 15 35 đấy thì các bạn cũng nên bán. Bởi vì thủng thùng lên tích lũy dài như này thì, thì thường là nó sẽ chuyển sang cổ phiếu suy yếu phải phải đánh lại từ đối lâu đấy FCN nhá KSB KSB thì vẫn giữ được à, nền tích lũy nhá KSB thì vẫn giữ được KSB hôm vừa rồi gồm lên thủ test máy 10 tuần tới sẽ phân hóa đó mọi người không phải cổ phiếu là tăng HHV về test nhưng mà HHV dạo này gần đây thì tin không được tốt nó dạo gần đây nhiều thông tin không được tích cực cho làm cho nên là mình loại cổ phiếu này ra khỏi danh mục đầu tư banh uh, banh đi nhá banh thì thì như liên việt này thì cũng chia sẻ với mọi người nó chỉ có giữ thì giữ được bởi vì những cái cổ phiếu mà nó đã có ba lĩnh ngưỡng lâm trên đỉnh này rồi thì mình từ giữ để ăn một nhịp nước rút nữa thì phải bán thôi vi phạm chả vi phạm gì mọi người nhé lưu ý không vi phạm gì đâu liên việt techcombank ừ. chung là dòng banh thì tôi không không khoái lắm Hoàng Banh chia sẻ thật không khoái lắm Có cái SHB thì có khi là sang tháng 7 là tôi đầu tư Tầm sang cuối tháng 6, tháng 7 đầu tư bởi vì cái form này dòng tiền đã vào rồi đúng không? Đây, SHB OCB ừ, OCB cái Nó đang xây nền ngày dòng banh tuần tới là ví dụ OCB rất là dễ tăng ABB Đây, Hôm trước có chia sẻ mọi người AB, ABB đúng không? bảo mọi người là cái vôn kiểu lớn như này không phải là tăng luôn đâu ví dụ vôn nó lớn vừa phải ấy, ví dụ như kiểu của bét chẳng hạn đấy trước khi tăng trần nó vôn lớn vừa phải thì nó sẽ rất là dễ tăng trần và tăng mạnh cái vôn kiểu đột biến kiểu 68 triệu cổ phiếu thường nó đột biến quá con này thì gọi tạo mẫu hình hai đỉnh là sẽ rơi nhưng về về trung hạn nhé mọi người nhé các bạn về lưu ý là về trung hạn con này rất là dễ sẽ tăng có một cái nhịp sóng tăng mạnh bởi vì dòng tiền nó đã vào rồi về trung hạn như là nó sẽ phải cho nhà đầu tư quên cái cổ phiếu đó đi còn tầm một tháng nữa thì có thể là vào cái nhịp của nó Đấy. phá chen rồi mọi người phá chen giảm rồi Đấy, phá chen giảm rồi. nó có thể tích lũy tầm một vài tuần Đấy, một vài tuần xong bắt đầu sẽ vào sóng của nó thôi cái kiểu phá chen giảm này nó để cho quên cái cái cổ phiếu này đi khi mà trước khi vào sóng các bạn để ý là nó hay có một phiên gom dòng tiền đó, đó một phiên gom dòng tiền đó. sau đó nó sẽ đánh kiểu cảm giác hơi yếu cho nhà đầu tư đánh theo dòng tiền mà vào sớm thì vào sớm thì cũng ăn tê cộng thì cũng được nhưng mà ừ, vào sóng chính của nó nó toàn thường tích lũy vào tầm hai ba tuần xong rồi nó mới vào sóng chính của nó cơ cho nên xét về trung hạn tôi đánh giá ABB vẫn ổn bạn nào có thể gom sớm thì gom nhưng mà phải chấp nhận nó sẽ bị rung rũ mất một vài tuần đấy rung rũ mất một vài tuần xong rồi nó mới đi lên được băng, bang Vietcombank nói chung là đa số là dòng băng thì có như kiểu tôi thấy thì đều phân kỳ hết rồi không có vị gì lắm để bô đinh lại nhưng mà dòng băng giữ trận cho thị trường đấy là hạnh phúc lắm rồi chứ cũng chả cần tao tăng tất nhiên sẽ có một thời điểm lại vào sóng tiếp nhưng mà nếu mà sóng vào sóng băng sắp tới nhé thì các bạn nên chọn SHB nếu mà sóng banh sắp tới các bạn nên chọn SHB bởi vì cổ phiếu này ra báo các tài chính rất là tốt. Thứ nhất là như vậy, thứ hai là mới phá chen, đó, mới phá chen giảm. Nhưng là mẫu hình của nó bây giờ là mẫu hình VCB đi lên rồi. Các bạn lưu ý là cứ đỉnh đáy sau cao đáy trước, đỉnh sau cao đỉnh trước. Bây giờ SHB là sẽ như vậy thôi. Nên nếu mà sóng banh sắp tới thì các bạn nên chọn SHB chứ đừng chọn những cái cổ phiếu khác. Liên Việt thì thật ra là nó kinh trên rồi nhưng mà cái kiểu cảm giác là hơi lúc rút thì ra nó vào cũng hơi ghê giữ thì được mọi người nhé giữ thì được trứng đi trứng thì định giá nó hơi quá cao rồi thì thật ra là cái điều chuyện điều chỉnh điều chuyện rất bình thường trên nhịp này thì tôi không 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 vào trứng lắm tôi không đi vào trứng lắm ssi này thùng một cả mười hai nói chung cứ ông nào mà gãy nền kiểu như này thì tốt nhất là mình cũng hạn chế đầu tư VND đi hôm vừa rồi giảm ít bởi vì hôm trước giảm trước thị trường thôi xóa có lẽ chắc chỉ hồi lên 20 rồi Này VND Hồi 20 Nó dính dạo này VND dính nhiều lùm xùm quá SSI VND SSS đánh kia, cái, mẫu hình kiểu như này thì thôi Không đầu tư nữa Nó phải duy trì vùng nền cơ Bây giờ bị gãy cả nền thùng mới 20 rồi thì Hồi chỉ để bán thôi mọi người ạ MBS có khi nếu bây giờ mình đầu tư dòng chứng khoán có khi mình cứ phang mấy con cánh trên này ví dụ MBS nó về những cái vùng vùng này chẳng hạn đấy test máy 10 nhá MBS test máy 10 có hiện mua được những cổ phiếu kênh trên của dòng chứng khoán như BVS này MBS này ví dụ BVS nó về vùng này chẳng hạn thì mua đánh tích cộng cũng được đấy test máy 10 đấy, BVS MBS đấy là những cổ phiếu kênh trên của dòng chứng khoán nhá. HCM này hôm trước break thành công à, hôm, hôm trước uh, vượt qua break nhưng mà về lại dụng lại thì gọi là xịt mọi người nhé xịt nó phải tích lũy tầm 3 phiên uh, trên cái vùng uh, vượt qua vùng kháng cự thì gọi là break thành công hàng về lại thủng lại thì gọi là xịt break xịt nhưng mà những cái cổ phiếu như kiểu HCM này vẫn là thuộc vào dạng kênh trên của dòng chứng khoán nó không bọn anh trên 20 về test lại một cái mây xanh thôi và nó đã có những cái thời điểm nó vượt qua vùng kháng cự trước rồi thì đây vẫn là những cái cổ phiếu kênh trên của dòng chứng khoán HCM BVS, MBS, đấy CTS vẫn là những cái cổ phiếu kênh trên của dòng chứng khoán nhé, mọi người nhé Như kiểu là CTS này nó hoàn toàn có thể, những cái cổ CTS này có thể nó cứ tích lũy một vài phiên rồi kéo lên tiếp một nhịp nữa đấy. Nó như là nó phải khiến cho nhà đầu tư phô cơ Chứ còn cái kiểu như này nhà đầu tư nó phô mô sao được, nó chưa phô mô được Có khi những cái cổ phiếu như CTS này, TEM20 có khi các bạn mua được ấy. Nếu mà các bạn đánh dòng chứng khoán thì các bạn cứ lưu ý MBS và CTS HCM Đấy, CDS thì tôi thấy ok hơn bởi vì hôm vừa rồi nó còn nó tăng FOMO tăng uh, mạnh một nhịp vừa rồi mà nó giảm còn không trần nghĩa là có lực đỡ của dòng tiền lớn thì có khi mà, có khi mà những cái cổ phiếu như CTS được test về quanh quanh vùng này là các bạn mua đấy về vùng hỗ trợ đi về quanh quanh vùng tầm 3 38 39 ấy. đấy quanh quanh vùng 38 39 là các bạn mua để ăn một cái nhịp nữa cái kiểu này là rất là dễ sẽ hồi phục mà nếu mà hồi phục dòng chứng khoán có khi nó vẫn là những cái cổ phiếu hồi phục mạnh nhất nếu mà nó yếu nó suy yếu thì hôm vừa rồi nó phải giảm sàn à, còn đây còn nhịp này gọi là break là mà có những cái cổ phiếu này break thành công nhé vượt qua đỉnh đỉnh ngắn hạn trước rồi thì về test lại gọi là về test lại cái vùng 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 gọi là vùng kháng cự khi vượt qua vùng kháng cự thì nó sẽ trở thành vùng hỗ trợ đấy, đấy test, test về vùng đó thôi đấy, các bạn nhìn nó rất là khỏe cho nên nếu mà chọn dòng chứng khoán có khi điểm mua thứ ba CTS ấy, như là cái phiên hàng về của hôm phiên thứ thứ sáu có khi phiên thứ ba thì nó vẫn đạt có thể là thêm thì có khi là CTS các bạn cân nhắc được khi test 120 nhá. Test 120 có khi mua được ấy. Còn điên hơn nữa thì thứ hai thứ ba có khi tăng luôn. Nhá, với cái form của CTS này tôi nghĩ là test 120 các bạn có thể cân nhắc tham gia được. Cứ cổ phiếu kênh trên mà đầu tư thôi, kênh trên là CTS là kênh trên nhá, của dòng chứng khoán. Và cái biểu hiện của dòng tiền này kiểu đỡ giá ví dụ như là nó giảm sàn nữa thì thôi mình 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 không đầu tư và kiểu đỡ giá kiểu nó rút chân nhiều này thì thường là có yếu tố của tạo lập nó vào <laughs> đội lái nó vẫn còn đỡ Kiểu bây giờ những cái cổ phiếu này thì hàng đa số của tổ chức nhiều nó chưa phân phối được đây gọi là phân phối nhiều đầu tiên mọi người đây cũng gọi là nhịp phân phối rồi nhưng mà nó phân thần cần một nhịp kéo lên nữa để cho nhà đầu tư tin tưởng là một cổ phiếu này là một trong những cổ phiếu khỏe nhất của thị trường thì, thì bắt đầu nó cho khiến nhà đầu tư FOMO và năm nay CTS hình như vẫn còn game chia tách thì phải đúng không? Nó phải, phải xong cái game đó thì bắt đầu nó mới chuyển sang trạng thái suy yếu được mà CD mới có một đỉnh này. về có thể test lại quanh quanh 10 các bạn cân nhắc các bạn mua được nha CTS Ok sang dầu khí đi BR nhé các bạn nhìn BR con ai kiểu gì đi đây là một trong những cổ phiếu tôi có chia sẻ với mọi người rồi cứ giảm là các bạn cân nhắc các bạn mua được nhá BR đây chắc nó tôi nghĩ tuần tới nó chỉ ra về quanh quanh vùng này các bạn mua được nhé như là ví dụ br tôi nghĩ là các bạn về quanh quanh vùng tầm 21 60 nhá quay quay vùng 21 2150 thì các bạn mua được nhá BR tuần tới mà về vùng 21 60 21, là các bạn mua được một mới một đỉnh mà kiểu này form này kiểu tôi đánh rất là nhiều lần chỉ sợ nó không giảm để cho các bạn mua sợ nó tích lũy một vài nhịp xong rồi nó đi tiếp Thật ra form này nếu mà mua <cười> <cười> An toàn nhất là mua cái phiên ngày 22 tháng 5 đó, Khi mà break và kiểu form một đỉnh Dòng tiền lớn bắt đầu vào Nhưng mà mình không nghĩ nó tăng đến 8% 8-10% Không nghĩ nó tăng mạnh như vậy Nghĩ là hôm đấy cũng xác định mua rồi Để xem nó có rút chân về một tí Rồi nó mua Nhưng đầu lúc nó vượt qua Break thành công đấy. Về test lại một vài nhịp Rồi mua Nhưng mà Tăng dựng đứng luôn với form kiểu dòng tiền nó đã khỏe như này thì nó chỉ về ví dụ tuần tới có FOMO về vùng 2160, 2150 thì các bạn mua nhá. Không phải sợ đâu những cái cổ phiếu như này thì thường là sẽ có một đỉnh nữa nhá, thường sẽ có đỉnh nữa. BVC vượt qua vùng ừ, kháng cự trước rồi test lại. Bình thường đó. Dầu khí cũng đang sóng lành ấy, mọi người cho nên là cũng chả việc gì phải sợ đâu. Đây là một trong những trong những dòng mà cũng thuộc về dạng phân tích kỹ thuật đẹp nhất của thị trường rồi. BBC, BR đấy có ông BVS thì đấy thật ra vẫn đẹp nó phải vượt qua vùng các cái break về test lại về vùng hỗ trợ nhưng mà nếu mình đầu tư thì mình nên chọn BSR hoặc là BVC tôi thấy nó ổn hơn bởi vì cái thằng BVS này thì tôi nhìn cái chat tuần với cả chart tháng của nó thì không được ok cho lắm chart tuần thì nó có lên bia mộ nếu bia mộ kiểu này tuần tới thì nó cứ quanh quanh cái vùng này thì xây nền trên ấy, thì nó kéo lên tiếp được lại tháng này tụt tụ đầu rụt cổ rồi nếu mà chát tháng này thì phải thường còn nến như này thì tháng sau thì hay có điều chỉnh nhẹ xong rồi bắt đầu tháng sau nữa thì nó mới có nhịp tăng mạnh tiếp vẫn là xu hướng up trend nguyên mọi người nhé up trend nguyên của BVS làm BR là mới phát trend thì rất là hay này. các bạn nhìn chát tháng có nến đảo chiều tháng sau lại tăng tiếp Đấy, tuần thì ba lính ữ lâm đúng không về vùng cản trước luôn xử lý cả cái kiểu form này thì cứ giảm là mua thôi đấy BR cứ giảm là mua thôi thì chỉ sợ không bô cái nếu mà canh nhá nếu mà tất nhiên nếu mà thị trường có u mạnh nữa, thì tất nhiên những cái cổ phiếu như BR thì hoàn toàn nó có thể về về những cái vùng này đấy nếu mà con này nó muốn like, nó muốn uh, kiểu là cho nhà đầu tư FOMO mà rất là dễ thua lỗ thì nó tích lũy luôn cái vùng tầm 22 60 rồi kéo lên luôn đấy Ok HVN này vẫn up trend nguyên vẫn chưa có biểu hiện suy yếu nên cháu cổ rồi mình chưa suy yếu chưa vi phạm bất kỳ điều gì mọi người hvn vẫn chưa vi phạm bất kỳ một điều gì chắc giờ chắc ngày đang rất là ổn oh, chưa vi phạm bất kỳ điều gì hvn hay còn là một trong những dòng khỏe của thị trường đúng không evf này có bạn hỏi evf evf thì với cái form kiểu như này thì các bạn quanh canh về vùng này Đấy các bạn mua được Test máy 10 đi Test máy 10 mua được mọi người nhé EVF test máy 10 mua được đánh Đánh tích cộng hay là đánh trung hạn đều được Nó phá chen giảm rồi dòng tiền nó vào như kiểu như này Thì các bạn có thể đánh tích cộng Đánh đánh, đánh uh, trung hạn cũng được nha. Test máy 10 Đúng. Nhịp này thì tôi khá để ý cái con APH Con APH này tôi nhìn rất là hay APH này nhìn hay Nhìn cái chat tuần của nó kiểu phá chen giảm rồi Tôi rất là thích những cái cổ phiếu nào mà, mà chắc tuần chắc tháng phá trên giảm rồi Đây, IPH các bạn nên cho vào lý theo dõi đi. Hoặc là nếu mà giảm điều chỉnh về mười 10-20 thì các bạn mua được lắp lớp gáp đi nhá lớp cái gáp một ví dụ 907 đi Các bạn mua để mà cầm được Thế nhìn form kiểu như này tôi thấy phá chen rồi Có, có giảm gọi là sâu lắm hay upo theo chìm đầy chắc tôi nghĩ IPH chắc chỉ về vùng 854 thôi Cho nên IPH và đánh kiểu form như này nhé À, các bạn lưu ý mà nó không trở về lốc gáp cái vùng 907 đến tầm thứ ba mà không về lốc gáp vùng 907 có khi các bạn mua thì cầm cho trung hạn cũng được nhìn chắc tuần đẹp lắm chắc tuần con này đẹp <laughs> đây chắc tuần phá chen này về lốc gáp vùng 907 thì mua cũng được đấy về lốc gáp 907 nhé các bạn cân nhắc lấy lốc gáp 907 chắc tháng này Bollinger bo lại này. có lấy em bé bị bỏ rơi như là thường để form kiểu như này tháng sau nó tăng tiếp đấy đây, các bạn lưu ý APH nhé. Tôi đây là gọi chỉ thuần về mặt phân tích kỹ thuật thôi nhé. Còn các bạn lưu ý này, nó lịch sự kiện của nó là cảnh báo này, giao dịch không đủ điều kiện ký quỹ này. Nói chung là nó không bị ủy niêm yết hay gì nhưng mà xét về cơ vấn đề cơ bản thì nó không được uh, uh, tốt bằng những cái cổ phiếu như kiểu là dòng chính vn30, vn50. Nhưng mà xét về định giá của nó thì rất là rẻ, nó quá rẻ luôn. Trước năm mấy bây giờ còn có 18 tám đó. và nhìn phân tích kỹ thuật thì Bollinger bao lại kiểu như này nó lên đảo chiều thì thường là tháng sau thường là sẽ tăng tiếp mọi người nhé tháng sau thường ABH là, là sẽ tăng tiếp chát tuần cũng đẹp chát tuần cũng phá chen này hết trên vượt mây rồi đúng không vượt mây cho nên nếu tuần tới nếu những cái cổ phiếu mà như ABH này nhưng mà test về chín cũng bảy thì mình nên cược thôi đó đầu tư làm sao mà biết là những cái cổ phiếu đó nó sẽ 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 khỏe hay mạnh thì mình phải cược mình đầu tư chứ mình làm sao mà mình cứ, ấy đúng không? là sao mà mình biết chắc chắn 100% biết 100% thì có mà bán nhà ôn in full margin chứ đúng không cho nên là những cái cổ phiếu này tôi nghĩ là về lớp gap, gáp vụ trí không bảy là điểm mua của mọi người ấy. hoặc là test 20 nó test 20 lớp gáp thì chắc cũng test 20 luôn Đây, nó cũng quanh quanh cùng này cái chỗ cổ phiếu mà tôi thấy nhìn chắc tuần chất ngày chắc tháng nhìn đẹp thì tôi rất hay mà các bạn lưu ý nhé ví dụ những cái cổ phiếu ABH này nó không về lớp gáp có khi các bạn vẫn phải mua bởi vì nếu mà như vậy nó xây lên trên luôn thì nó đánh bứt lên ấy nó break qua thì các bạn vẫn mua, mua vẫn ổn. Kiểu nó vào gọi là vào gọi là nhịp sóng tăng trong trung hạn rồi, đúng không? Nó vào cái nhịp sóng tăng cho trung hạn rồi. Mà các bạn bỏ lỡ thì là rất là nhiều cổ phiếu nó tăng cả 50, 60%, thậm chí cả trăm Đấy, đừng đừng có bỏ qua nhá. Rất là bài nhiều bài học rồi, các bạn nhìn những cái cổ phiếu như VX thì cứ nghĩ là nó chỉ tăng khoảng vài nhịp thôi. Đây nó break nó tăng vài nhịp rồi mới test lại rồi nó tăng kéo dần 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 kéo dần thì có dần kéo dần. Để x2 lúc nào không biết. Thế cho nên những cái cổ phiếu nào đã phá chen tuần rồi phá chen tuần phá chen tháng rồi là mình phải cược mình mua thôi chứ còn mình lại cứ sợ quá thì cũng cũng cũng, cũng cũng, cũng giờ thì bây giờ thị trường đã biến động mạnh thì tôi nghĩ là sẽ về những cái điểm mua của mình thôi đúng không đấy nhìn nó kiểu tăng kiểu như này tăng kiểu như này tôi lại nhớ đến những cái cổ phiếu như của bcg này nhịp này đây trước lúc nó vào sóng tăng cũng một giai đoạn tích lũy này bollinger bò tăng hai phiên nó cứ dần 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 lên đến khi nó cứ tái tích lũy đấy đây là tái tích lũy đúng ai cũng chờ đợi nó về lấp lại cái vùng gáp 728 nó có về lấp đâu đúng nó không về lấp nó, nó cứ tích lũy xây lên trên như này đến gần gần 120 thì bắt đầu break qua thì lại tăng tiếp đấy và tăng tiếp thì các bạn từ vùng 8 nó tăng đến lên cái tận vùng đỉnh tận 12 xong bắt đầu mới điều chỉnh thì các bạn biết bao nhiêu phần trăm rồi, đúng không 50 rồi thì bắt đầu nó mới điều chỉnh chứ không phải là ấy đâu thì các bạn cứ liên tưởng đến con IVH thôi có thể tuần tới nó không tăng luôn nhưng mà tuần tới nó lại tích quý một cái biên chặt như này Thì các bạn đến trường hợp như vậy thì các bạn phải đợi nó thì break lên thì các bạn mua được Đúng không? Còn đến đầu chiều break và tăng trần thì các bạn mua được Còn nếu mà không thì các bạn phải nên đợi nó lốc gáp lại Đấy, thì nếu mà thị trường nó biến động mạnh này có khi lốc gáp Ok, là banh trứng thép Thép đi Hoa sen Bình thường tôi thấy này vẫn đang giữ nền Các bạn thấy Nam Kim Hoa Sen nó vẫn đang giữ cái vùng nền tích lũy lên trên của nó Hôm vừa rồi là về lốc gáp chưa 21, 20 Gần lốc gáp Chưa lốc được gáp Nam Kim Đấy. Thì nó vẫn giữ dư... <laughs> Nó vẫn giữ nền nữa mọi người Nó vẫn giữ nền Gọi là lên cái vùng kháng cự Điều chỉnh một vài nhịp HBG thì vẫn đang là tích lũy uh, ờ... Nền trên Vượt kháng cự rồi nếu mà mình tập trung đánh chắc vẫn chỉ nhắc Nam Kim Nam Kim thì tôi vẫn thích nhất Bà có tài chính thì ổn Triển vọng và vấn đề gọi là Mỹ nó áp cái gì Áp uh, giá Thép của Trung Quốc ấy, Thì ít nhiều mình cũng được hưởng lợi Và Nam Kim rất mạnh về mặt xuất khẩu mọi người nhé Cả châu Âu, Mỹ Thế cho nên Nam Kim là uh, Rất mạnh về mặt xuất khẩu Cho nên là cái thông tin mà Trong uh, bàn phá giá của trung, uh, Thép Trung Quốc của Mỹ này tôi nghĩ nam kim hưởng lợi và các bạn thấy là tăng từ bên dưới lên bên trên đúng không tăng từ bên dưới lên bên trên và nhiều khả năng nó cứ tái tích lũy vùng này rồi đi lên thôi Nha. Đấy, nam kim <laughs> hoa sen thì, thì, thì thì thật ra nó chưa xử lý cả thành công bởi vì nó vẫn đang ở bên bên dưới nhưng mà các bạn lưu ý nhìn nam nam kim nó đã đánh vượt lên vùng bên trên rồi nghĩa là cái vùng này đúng không cái vùng này nó đã vượt qua rồi đúng không vùng này vượt qua rồi còn ông sen vẫn chưa vượt qua chứ Nam Kim bây giờ nó đang có xử lý cản trên rồi đấy, Nam Kim nó xử lý cản trên rồi cho nên nếu mà bứt thoát thì có khi Nam Kim lại khỏe nhất của dòng thép đấy ừ, Nếu mà dòng thép thì khỏe thì có con VGS đấy cũng khỏe Nó là thuộc vào dạng kênh trên nó vượt cản trước rồi nó con này tăng sốc thốc Đây một trong những cổ phiếu mà các bạn cũng lưu ý nếu mà nó test vùng 120 Đây kênh trên đó Kênh trên VGS rồi, banh, chứng thép, dầu khí, bất động sản. Bất động sản đúng không? DG. Bất động sản thì tôi tin vào cái nhịp tháng tháng 7 hơn, mọi người nha lưu ý, tôi thích cái nhịp tháng 7 hơn. Tôi chia sẻ với mọi người rất là nhiều lần trên YouTube rồi. Đó, thường là cái nhịp tầm của tháng 6 đầu tháng 7 nó vào cái sóng gọi là sóng đất ảo à của dòng bất động sản. Tôi nghĩ là nhịp đó thì dòng bất động sản nó mới có sóng. Các bạn thấy rằng rất là nhiều các căn được mở bán, các thứ thì thường sang cái tầm cuối quý 1 hay là đầu à, cuối quý 2, đầu quý 3 thì bắt đầu là dòng bất động sản nó mới có nó búc lợi nhuận vào báo cáo tài chính quý 2, quý 3. Thì thì với cái form kỹ thuật thì cũng cũng là như vậy. Nhưng mà những cái cổ phiếu này biên hồi chưa chưa có đâu, biên hồi chưa nhịp này thì hơi yếu. Nhưng cái dòng này nhá mọi người nhá, những cái dòng này cũng là rủi ro để mà Comerzin mà giải chấp đấy mọi người. Dòng này Comerzin giải chấp đấy. ví dụ nhá, tuần tới sợ nhất là dòng này mà nó thủng mất cái vùng nền tích lũy này thì rất là rủi ro về thị trường lúc đấy có xảy ra ubo diễn rộng nhưng là thủng mất cái vùng như này đúng không tới mà nó cứ điên 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 nên thị trường các bạn chú ý nhé nếu mà dòng bất động sản mà thủng mất cái này thì các bạn bán hết cả thị trường thôi bán hết cả danh mục bởi vì lúc đấy nó sẽ xảy ra yếu tố công giải chấp đối với những cái người mà ở trên vùng này người ta vẫn còn kiệt nhưng mà người ta chưa bị giải chấp chẳng hạn thì người ta vẫn cầm thì nếu mà thủng mất cái vùng biên tích lũy dài như này thì có thể là lúc đó xảy ra cô giải chấp cho nên tuần tới đến bất động sản mà nó không lấy được lại xu hướng luôn đấy giữ nền thì vẫn đang giữ nhưng mà nó cũng không lấy lại xu hướng tuần tới một dòng bất động sản đấy thì các bạn chắc cân nhắc các bạn phải bán thôi nha các bạn phải bán cả dòng bất động sản và những cái cổ phiếu nào mà đang có biểu hiện là đầu cơ nhá thấy các bạn nhìn này mất mé mất mé vùng này rồi nó giảm thêm tầm sáu bảy phần trăm nữa thì thôi là bị phá cái chen đó, bị phá trên, trên trên, tích lũy và <laughs> có thể gây nên những cái hiệu ứng gọi là giải chấp của ở những cái người trên này vùng này người ta chưa bị giải chấp của thùng mất cái vùng này tích lũy và những cái cổ phiếu dòng chính của những kiểu dòng bất động sản kiểu như này mà nó thùng mất cái vùng tích lũy dài ấy, thì thường sẽ gây hiệu ứng hoảng loạn hơn rất là nhiều đấy Đã lưu ý nhé Loverland, Loverland hôm vừa rồi thì thì cũng là thuộc về dạng dòng khỏe hơn thị trường kết phiên vẫn xanh điểm mà Đấy, bánh trên máy mưa thì tuần tới dạo này gần đây Lovolet rất là nhiều tin tốt cho nên là khả năng là tuần tới có thể tăng Đấy. nhưng mà các bạn lưu ý dòng bất động sản nhé theo dõi dòng này nếu mà nó bị gãy cái kênh tích lũy dài ấy, này các bạn cứ nhìn nhiều DG ấy, nó gãy mất cái biên tích lũy dài nghĩa là cái điểm mà rủi ro nhất là khi mà thủ mất vùng 26 20 ấy. Đấy thủ mất vùng 26 20 như là bị gãy mất cả một cái nền tích lũy dài đấy, Thì có thể là Nó sẽ gây hiệu ứng tâm lý và bàn tháo rất mạnh Bàn tháo rất mạnh Của cả thị trường luôn ấy đấy, đấy, Bởi vì lúc này nó sẽ uh, Gây cái hiệu ứng gọi là bị margin giải chấp có thể giảm sâu rồi, Mình view thì view vẫn là thị trường uptrend thôi nhưng mà Cũng phải um, quản trị rủi ro đúng không Nếu mà xảy ra kịch bản tiêu cực quá thì phải chấp nhận biết làm nào, biết nào. Đấy, DG cũng vậy đúng không? Và từ bên dưới đến bên trên bây giờ thủng mất cái vùng nền tích lũy cũng Nhưng mà tôi thường cái form này rồi tôi nghĩ không thủng đâu. Form này cứ tài tích lũy dài 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 nó đi lên. Cùng nắm nhá mọi người nhá, nó dọa nó test lại cái vùng đáy cũ thôi. Ví dụ như ở DG nó test lại cái vùng tầm 15 50 thôi xong bắt đầu đi lên. Đúng. Nhưng mà hy vọng tuần tới là những cái cụ đội như dòng bất động sản này sẽ là những cái dòng nó hút tiền. Ví dụ bất động sản khu công nghiệp cũng đang rất là khỏe đúng không? Hút tiền tuần tới là nhiều khả năng là có dòng tiền nhiều luân chuyển đấy nhá lưu ý DG Lovelian thì chắc tin xấu ra hết rồi thì, thì khả năng là con này chỉ đi lên này, hồi phục thêm thì còn để mà cắm mò nữa thì Đại. phân tích kỹ thuật dạo này cũng khá là ổn đấy nó chắc giờ chắc ngày kiểu đang vô hình sơ bo lại quánh trên 20 có khi còn ổn hơn cả DG và uh, DG và DG nó có ổn hơn đấy tin tốt thì ra nhiều nữa <laughs> đang kết hợp là xây nhà ở xã hội đấy, trong năm nay bàn giao đó. bất động sản phát đạt và các bạn chú ý là hôm thứ sáu vừa rồi đội bất động sản này cũng được cuối phiên kéo rất là mạnh như phát đạt này phát đạt có khi nếu mà bất động sản tăng còn này vẫn là những cổ phiếu khỏe của dòng bất động sản nó giữ được nền tích lũy nó giữ được nền tích lũy ngoài trên mấy 10 giữ được nền tích lũy những cái cổ phiếu này nếu mà dòng bất động sản có nhịp có khi nó lại thành những cái cổ phiếu khỏe của dòng bất động sản Đấy, phát ra dg dg sell sell thì cũng vẫn giữ được nền tích lũy nhưng mà tầm hai phiên tới hoặc tuần tới đi. tuần tới mà không vượt qua cái vùng tầm 1950 chắc phải phải bán chấp nhận phải bán nó vẫn ở cái vùng tích lũy hôm uh, thứ sáu thì về test lại về vùng hỗ trợ thôi vượt qua vùng chữ xây lên hai Thế test lại thì tuần tới nó phải tăng luôn. Thứ hai thứ ba phải tăng lại. Có sự luân chuyển của dòng tiền thì hy vọng là dòng bất động sản sẽ là dòng hút tiền. Dòng này cũng đang rủi ro nhất đấy mọi người. Dòng này cũng đang rủi ro nhất cái yếu tố gọi là margin giải chấp. Nếu mà thùng mất cái vùng 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 vùng, tích lũy dài đấy, thủng mất vùng tích lũy dài nó xảy ra yếu tố là và giải chấp và lúc đấy nó chuyển sang dạng trạng thái gọi là kênh đao chen Lúc đấy nó kênh đao chen nó sẽ thành kênh kiểu như này. Đấy, nó thành, thành kênh kiểu downtrend kiểu như này nghĩa là cứ đỉnh sau thấp đỉnh trước thôi đấy thì mình, bây giờ mình nếu bạn nào mà đánh chắc bài chẳng hạn chắc cốp chẳng hạn bao giờ đi g vượt qua cái kênh giảm giá này thì các bạn vào được nghĩa là phải vượt qua cái vùng đấy vượt qua cái vùng uh, 2790 à, 2970 vượt qua vùng 2970 thì các bạn đầu tư cũng được bởi vì, vì bây giờ đang ở giai đoạn mà form downtrend và form giảm giá cứ đỉnh sau thôi đỉnh trước và đáy 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 sau thì vẫn đang cao hơn đáy trước thì hy vọng nó sẽ lấy lại xu hướng sớm thì tuần tới thì kỳ vọng là dòng bất động sản sẽ hút tiền để mà nó khi mà dòng bất động sản hút tiền thì nó sẽ thay thay dòng rất rắt ấy. và các bạn lưu ý dòng bất động sản thì một hai tuần gần đây thì dòng bất động sản cũng được khối ngoại mua dòng rất nhiều mọi người nhé mua dòng rất nhiều thì hy vọng là sẽ dòng hút tiền cho thời gian tới để mà phá cái trên giảm giá này đi mình chỉ kỳ vọng là sóng hồi thôi chứ không cần thiết là mình phải Ừ, phải là up trend luôn up trend thì tôi vẫn tin vào cái nhịp tầm tháng cuối tháng 6 đầu tháng 7 thì dòng bất động sản với dòng xây dựng nó sẽ vào sóng chính của nó lúc đấy thì có thể tăng tầm biên tầm 30 40 thậm chí 50 phần trăm thậm chí cả trăm phần trăm luôn cái sóng đó khi mà vĩnh đích lên vùng 1.300 1.500 <laughs> nhá mọi người nhá lưu ý đây với vẫn đang xu hướng giảm <laughs> OK, hôm nay phân tích vậy đi. Nha, các bạn muốn hỏi mã ngành nào thì các bạn bình luận phía dưới nhé. Tốt, sáng ngày mai mình sẽ trả lời mọi người. Các bạn muốn tham gia du khuyến nghị hay phân tích thị trường trong phiên thì các bạn lấy C từ 2 triệu trở lên. Còn các bạn muốn tham gia du khuyến nghị, hay phân tích thị trường trong phiên cũng như tham gia khóa phân tích kỹ thuật và phân tích dòng tiền thì các bạn lấy C từ 5 triệu trở lên. Đấy, cũng phải tự tin như kiểu fan MU của những cái đội đấy, cứ trong tâm thế là thua xong cuối cùng, cuối trận lại thắng đấy <laughs> rất là nhiều người fan MU hôm qua vui đúng không? tháng 2 một được FA Cup rồi. Đấy cứ phải tâm lý như vậy thì nó hay. Mua thì phải mua chọn cổ phiếu chiết khấu rẻ à? ví dụ là ấy, những cái cổ phiếu KBC phải cược chứ. Còn đâu bây giờ mình mình cứ không dám cược thì đến lúc nó tăng lên gần một khoảng cự mạnh ấy, mua vào thì nó lại giảm mạnh thì giờ hơi đó phải cược thôi mọi người những cổ phiếu là mà thông tin bà cáo tài chính tốt hay là kinh doanh kết quả ổn thì mình cứ uh, thấy rẻ rẻ thì mình cứ mua mình chả sợ đấy về chung và giải hạn thì đều về bờ qua là lại ngược hết nhiều cổ phiếu đấy các bạn thấy không những cái cổ phiếu kiểu như BVS cái đợt mà lúc đó giảm cái nhịp này thì tôi bảo mọi người về vùng này thì các bạn mua nhưng các ông không mua thì làm sao các ông có những cái biên lợi nhuận lên mạnh để đến khi lên trên vùng này các bạn lại đòi mua thì nó lại quay đầu nó giảm đúng không phải chọn những cái thời điểm mà bây giờ nó giảm mạnh cứ giảm kiểu như này thì thì về vùng hỗ trợ thì mình phải quyết tâm mình mua chứ nếu mình lại cứ sợ sợ quá thì cuối cùng là mình cứ sợ lỗ hai ba phần trăm hay năm sáu phần trăm mình bỏ qua đấy, những cái cổ phiếu như bet chẳng hạn đấy, tôi còn cho mới, đội độ chuyên nghiệp mua thì thì người ta cứ sợ lô về hàng về lỗ không phải mấy phần trăm một phần trăm cứ sợ đùng cái tăng chân ngay đúng không Nên cho nên không việc gì phải quá lo lắng đâu mọi người nhiều cổ phiếu định giá nó rẻ thì mình cầm thì nó sẽ lên thôi đấy như kiểu kbc thì tuần tới tôi nghĩ là sẽ lên đấy, không chắc không lỗ được form này thì chắc không lỗ Ok, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ và những cái cổ phiếu của các bạn cầm tăng thật là mạnh mẽ trong tuần sau nhé.